À, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và để sống lại những kỷ niệm của thời học trò của hội khóa 1990-1999, có lẽ là chúng em xin phép và trong thời lượng chương trình thì xin phép và gửi những câu hỏi thật ngắn, thật ý nghĩa. Và đầu tiên thì có lẽ là xin mời cô giáo ạ. Cô giáo có mặt trên phần tọa đàm ngày hôm nay. Con xin gửi tới cô một câu hỏi là ngày hôm nay thì khi mà bước vào cổng trường thấy quang cảnh của trường Trung học cơ sở Kim Thư đã có một quang cảnh rất là tuyệt vời với sự quan tâm của Đảng, của Nhà nước và của các bậc phụ huynh cũng như là toàn thể nhân dân. Và ngay lúc này thì con muốn là cô sẽ chia sẻ một chút về hình ảnh trường tiểu học và trung học cơ sở Kim Thư trong ký ức của cô, những năm tháng cô công tác và đặc biệt là cái hội khóa niên khóa 1990-1999 ạ. Xin chào đón câu trả lời của cô và bạn Hảo di chuyển micro để cô cùng chia sẻ. Kính thưa các quý vị đại biểu khách, kính thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân yêu, cái khóa học mà khóa năm 1990 năm 1999 nó vẫn còn hằn sâu trong ký ức của chúng tôi. Khóa học ấy, những năm ấy trường học còn gặp rất nhiều khó khăn, trường thì nói thực với tất cả các em, chắc là các em cũng còn nhớ là lớp học nó còn rất đơn sơ, nhất là những trận mưa dạo thôi thì các em và cô dồn lại vào một chỗ. Những trận mưa rất là khủng khiếp thì các em cũng rất là cố gắng để học tập cho thật tốt. Rồi kể cả những cái nền lớp học ở chợ bên hồ này, các em cũng không làm gì có lát, tất cả là lồi lõm, hôm nay quét thì ngày mai đất lại nhỏ lại lên. Những cái năm học ấy, thế nhưng mà những cái khóa học của năm ấy thì chúng tôi lại được những lớp học sinh rất là quý giá. Cho đến tận ngày hôm nay chúng tôi vẫn thầm nhắc là các em rất vất vả, chịu khó siêng năng trong hoàn cảnh gia đình cũng còn khó khăn, tiền đóng học phí, tiền đi học, các loại tiền, nhiều em sợ nhất là cái đường nhiều lúc còn ngại ngần không đến lớp cái tuổi mà thu học. Đây là những cái kỷ niệm như vậy. Thế rồi có những em thì còn ngoài giờ đi học ra về còn phải giúp đỡ công việc gia đình, ví dụ quê hương của chúng mình ở đây là còn cái nghề vắt vỏng, rồi nghề làm nón. Với các em ngày giờ được đi học không giống như bây giờ là các em học cả 3 buổi, nhưng mà các em lúc bấy giờ chỉ học có một buổi sáng hoặc là một buổi chiều thôi. Thế còn đâu ngoài giờ ra em thì về giúp đỡ cha mẹ, về đồng ruộng, có em thì các em gái thì về giúp đỡ cha mẹ một phần là vót vòng, một phần là làm nón. Nhưng mà tất cả mọi kiến thức các thầy các cô cha các em vẫn hoàn thành tốt, mặc dù các em cũng cái tuổi học trò tuổi rất là hiếu học, nhưng mà cũng lại là rất là hiếu nghịch mải chơi. Chắc em các em cũng như cái hội khóa nào vậy, những cái kỷ niệm vẫn còn hằn sâu trong ký ức của cô là những cái nghịch, nhưng mà nghịch của tuổi học trò. Và hôm nay lại được về dự với hội của trường, các em ngày hôm nay hội ngộ sau 25 năm, cô thật quả khi bước chân đến trường cô rất mừng, rất phấn khởi mà hôm nay lại được sẻ chia trước tất cả các em như thế này. Đây là một điều mà mang trong tâm trí, đây cũng là một cái dấu ấn kỷ niệm của cuộc đời. Bây giờ các thầy các cô ở đây tuổi toàn là thập bát rồi, lên cao rồi, nên là nhớ quên mà quên là chính, nhớ là phụ các em, cho nên là lên cái tục này mà không phải lên tục như ngày xưa mà các em phải đón để mình có được cái sống. Cảm ơn các em và cảm ơn rất nhiều. Dạ, con cảm ơn cô rất nhiều và kính thưa các thầy giáo cô giáo, và ở phía dưới thì có cả các thầy giáo cô giáo và các bạn học sinh. Chúng ta thấy là qua chia sẻ của cô giáo Thu, chúng ta thấy là ngày xưa đúng không ạ? Ngày xưa cái thời đó thì cũng rất là khó khăn, nhưng chúng em rất là ấn tượng cái câu nói và câu động viên, có lẽ đây là một lời động viên rất là tuyệt vời. Ở cái thế hệ niên khóa 1990-1999 thì các thầy cô lại có các thế hệ học sinh như chúng em, và với lời động viên này thì có lẽ là chúng ta cùng dành một tràng tay thật lớn để chúc mừng và cảm ơn các thầy cô rất nhiều. Còn ngay trên đây thì có các bạn học sinh, lúc này thì MC cũng rất mong muốn là có lẽ là nhường micro cho bạn Quý Khôi sẽ đại diện các bạn cựu học sinh dành một câu hỏi nào đó cho các thầy giáo cô giáo ở tại trong buổi tọa đàm ngày hôm nay. Xin mời bạn.
Em là Bùi Quỳnh Khôi, xin kính chào tất cả các quý thầy cô và quý đại biểu khách. Thì hôm nay rất là vui mừng là chúng em được gặp lại tất cả các thầy cô. Mà cái buổi hôm nay là lớn nhất từ trước đến giờ ạ. Thế thì có một cái điều mà em cũng nghe một số bạn có chia sẻ mà nhắc đến thầy Toàn. Đấy là có nhiều bạn bây giờ cái tay vẫn đang còn đau. Thưa mà chạm vào tay ạ. Nhưng mà yêu cho vọt mà ghét cho ăn đúng không ạ? Đấy, cho nên là chính vì những cái kỷ niệm nó rất là quý như vậy, cho nên là bọn con mới trưởng thành được như hôm nay. Đấy, thì còn nhớ là thầy Đắc nữa. Đấy, thầy Đắc cũng là mấy thầy Toàn là chắc là cũng tương đương cấp 1, cấp 2 là tương đương nhau. Thế thì hôm nay câu hỏi đầu tiên con muốn đặt là muốn hỏi là hỏi thầy Toàn. Đấy, câu hỏi thứ hai là hỏi thầy Thành. Thì tí nữa lại con lại chia sẻ một số cái kỷ niệm với thầy Thành, với cả bạn Hiền, với cả bạn Dũng và bạn Hảo sẽ chia sẻ sau. Thế thì thầy Toàn có thể chia sẻ bí quyết để cho các bạn vào lớp là im răm lắp không ạ? Kính thưa các đại biểu khách quý, kính thưa các thầy cô giáo và toàn thể tập thể học sinh của các cô em khóa 90-99. Cái bí quyết của tôi thì thực sự nó cũng xuất phát từ cái lòng thương của thầy giáo đối với học sinh. Cái thứ nhất là tôi cũng phân tích được em là tìm ra cha mẹ em phải nuôi em để đi học. Thế mà học không lên lớp được thì nói thật với tất cả các thể là như vậy là sẽ trở về công tác. Học một năm mà không đỗ hoặc là học kém quá thì chính bản thân thầy cũng ngượng. Sau mỗi một năm tổng kết mà lớp của thầy chỉ có 60-65% học sinh thì chúng tôi thấy rất là đau ruột. Cho nên là từ đó là xuất phát là phải có một cái biện pháp để các em học. Không những học sinh ở đây mà học sinh ở Đông Đốc cũng vậy. Tôi đã bước vào trong sân trường là kể cả các anh chị lớp 7, lớp 8 cũng giám sát thôi. Tức là cũng không đùa nữa. Là vì xuất phát từ đó cho nên là rất là nghiêm với học sinh. Có điều gì thì các em đã học thì xin thông cảm, xin hết ạ. Vâng, vừa rồi thì chúng ta cũng đã được nghe chia sẻ của thầy Nguyễn Đức Toàn. Thầy đã chia sẻ rất là cụ thể cũng như là rất là để chúng ta sống lại những cái kỷ niệm của một thời học sinh, là chúng ta đến trường mà chúng ta có bị học không thuộc bài thì là thầy véo tai đấy ạ. Vâng, và tôi cũng đề nghị là chúng ta cho một tràng pháo tay để cảm ơn thầy ạ. Có lẽ là lúc này thì mình muốn dành micro cho bạn Dũng nhỉ? Bạn là bạn Lê Chí Dũng đúng không? Bạn Dũng sẽ trở về những ký ức của mình và mình sẽ muốn bạn đặt ra một câu hỏi để gửi tới thầy Mai Xuân Thành. Có một kỷ niệm nào đó với học sinh của chúng ta ở năm khóa 90-99. Mời bạn. Dạ vâng ạ.